Hi, xin chào tất cả quý vị các bạn thân mến. Thì hôm nay nói chung là mình cũng cố gắng hết sức để mà làm cái video này, cũng chia sẻ về cái kinh nghiệm về nuôi cá trình như thế này. Thì mình thấy một cái điều rất là quan trọng khi nuôi cá trình, thì hôm nay mình sẽ nói rất ngắn gọn cho các bạn nghe nhé. Thì các bạn chú ý rằng khi nuôi cá trình, các bạn chú ý là đó là cái nguồn nước rất là quan trọng. Nước cực kỳ là sống thành công hay không là tỷ lệ là 70-80% là tiền giờ. Như cá nước bị phèn thì nói chung là nó ảnh hưởng rất là nhiều, cá sẽ chậm lớn. Và cái điều tiếp theo là các bạn phải cái nước các bạn nên là có chạy nhân oxy cao, hay là làm cho các bạn nước tuần hoàn, làm lúc nào cũng nước mới thay đổi, vì cái nước nó tạo dòng chảy. Con cá trình rất thích về cái môi trường nước cá chảy, nước chảy, cho nên là các bạn biết rằng là cái nước chảy sẽ tạo cái trình nó lại ăn nhiều hơn và phát triển nhiều hơn, cá rất là khỏe. Các bạn hãy chú ý nha. Thứ ba là các bạn nên có cần như là phòng bệnh, là thường xuyên là các bạn nên thường xuyên là như là phòng bệnh, tăng cường vitamin C và các loại như tại như là thuốc tím hoặc là các muối. Chúng ta nên nói chung là định kỳ chúng ta nên là định kỳ chúng ta nên làm gì đó. Nói chung là tẩy vệ sinh chuồng trại cho nó, cái bể của mình cho nó sạch sẽ là được rồi. Chúc các bạn một người thành công nha. Bye bye mọi người.